lấy miếng ba rọi này đi. Ba rọi hả? Có chị gì? Bỏ vô đây cho em luôn. Cảm ơn chị nghe này đi em. Miếng này hả? Ngon lắm á. Heo mới bổ sáng nay luôn. Trời ơi, thịt heo ngon lắm chị ơi. Cảm ơn chị nha. Thịt heo đây, giò heo, lỗ tai heo. Ủa, thím ngu. Ba rọi đúng không? Đúng rồi. Con có để dành một miếng ngon lắm, thịt mềm dữ lắm luôn nè. Thấy không? Nó tươi như thím luôn đó thím. Dạ, thích không? Thích. Trời, con biết ý hết á. Nhỏ này. Con lựa là phải ngon. Ý, anh ô. Chị nhà nằm mổ sao rồi? Cũng khỏe. Ra đây muối gì? Giò heo hầm đi. Lấy miếng gì về nấu canh rồi. Đi. Giò heo mà đem hầm canh á là ngon lắm luôn á. Nè, thấy không? Cái giò heo này ngon lắm luôn á. Em để phần cho anh đó anh nhiều lắm không? Dạ. Thằng kia, đứng lại coi. Dạ. Mày là thằng nào đây? Quay lại coi. Ủa? Em làm gì vậy? Dạ em xin lỗi chị Chất. Chị Chất tha lỗi cho em. Trời ơi, sao đi ăn trộm ăn cướp vậy? Trời, nó là nghiệp quá. Đứng dậy coi thiệt á. Có chuyện gì mày nói chị nghe. Mày mà không nói sự thật, tao bắt mày lên làng, treo giò mày, đánh mày mấy heo á. Dạ má em bệnh nặng, mà thầy Lan nói hút thuốc hết 3 nén bạc. Nhìn thấy má em đau đớn em chịu không có nổi, cùng quá em mới đi lấy tiền của người ta. Trời ơi. Thôi bà con ơi, đúng rồi, té ra là má nó bệnh nặng, nó về chăm sóc hổm rài. Tính ra nó là người có hiếu á, chứ không phải dân trộm cướp gì đâu. Quýnh quá nó làm liều đó mà. Nè, mày làm vậy cũng kỳ á. Nếu có khó khăn gì á thì phải nói với chị, nói với bà con chòm xóm, mỗi người góp một chút giúp cho mẹ em, chứ tại sao lại đi trộm cướp như vậy? Dạ em biết lỗi của em rồi chị. Tại vì thầy Lan nói mẹ em mà không có tiền hút thuốc á, mẹ em sẽ chết. Em không muốn mẹ em chết nên em mới làm như vậy thôi à. Ủa nhưng mà nó lấy cái gì của ai vậy? Đưa tay đây. Em đó. Của thím nè. Của tôi hả? Trời, chị nói em nghe nè. Tôi không biết luôn á chứ. Đừng có làm vậy nữa nghe chưa. Bà con làng xóm, cái tội của nó là có tội thiệt, nhưng mà tính ra nó cũng đáng thương, cho nên mọi người bỏ qua cho nó đi nha. Thôi bỏ qua đi. Vậy coi như xong rồi ha. Xin lỗi mọi người đi. Dạ con xin lỗi mọi người. Con xin lỗi thím Ngô. Được rồi nè. Thím cho 2 hào đó. Đi hút thuốc cho mẹ đi. Dạ con cảm ơn thím Ngô. Con đừng có đi ăn trộm. Thôi bà con giải tán đi. Ai làm việc đó nha. Dạ. Thiệt tội nghiệp quá. Em đó, mai mốt không có như vậy nữa nghe chưa. Bây giờ về lo cho mẹ đi, không có được đi ăn trộm ăn cướp gì nữa, biết không? Dạ em biết rồi. Thôi đi về đi. Mà quên nữa nè, lỡ rồi tặng em cái giò heo luôn, rửa cho sạch rồi nấu cho mẹ em ăn tẩm bổ. Chiều á chị bán về xong chị qua rước thầy Lan coi mẹ làm sao. Dạ cảm ơn chị Chất. Tôi nè. Trời đất ơi, ông đầy hả? Ra đây biểu. Đang rình mỏ gì đó? Ông làm cái gì mà núp sau lưng tôi vậy? Xém chút nữa là tôi cho ông no đòn rồi. Lúc nào cũng vậy hết á. Cái gì mà rình mò? Nói nghe dễ quê dễ sợ luôn á. Tại cái con đường này nè, toàn là kẻ xấu không à. Cho nên đầy đi theo á là để bảo vệ cho Chắc chứ bộ. Chắc không có biết cái gì hết á. Con đường này bây giờ hả, có mấy bọn xấu, mấy bọn háo sắc á, đứng canh những cái đường nào mà nó vắng vẻ biết không. Nó sẽ ra tay, nó hành động. Lúc đó đầy sẽ ra để bảo vệ cho Chắc. Cảm ơn nha. Mà nếu lỡ như chuyện đó xảy ra thiệt á thì anh tính làm sao? Ủa mà chuyện gì vậy? Thì giả sử như là bây giờ bọn xấu tới làm bậy thì anh làm sao? À thì đầy sẽ ra tay hả? Đầy sẽ trừng trị bọn chúng, bảo vệ cho Chắc. Anh làm tôi cảm động quá. Chứ sao hồi nãy ở ngoài chợ á,
anh thấy thằng Bi nó trộm tiền, anh không ra tay. Chẳng phải lúc đó anh đứng từng xa, anh nhìn vô hàng thịt của tôi sao? Anh là người nhìn thấy rõ ràng nhất đó. Trời ơi, lúc đó là đầy sắp ra tay rồi. Mà vì có chắc ở đó nên đầy đâu có dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Mà công nhận chắc hay ghê ha. Nhất là cái đùi heo chắc phóng một cái phốc, cái trúng thằng Bi một cái bịch. Trời ơi, nó đã gì đâu vậy á. Chắc làm cho đầy nhớ tới cái lúc mà hồi xưa, hồi nhỏ. Ôi, hồi lúc mình còn chút xíu á. Chuyện gì? Đâu về? Thấy đại ca không chào mày. Mà anh muốn gì? Cho tôi về đi. Tôi la lên á. Thì mày la đi. Sao? Mày không giúp la hả? Để tao la giùm mày nha. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mà anh tranh ra chỗ khác cho tôi về đi. Mày muốn về hả? Mày muốn về thì về đi, đâu ai cản mày đâu. Lần trước á hả? Tại mày mét nên tao mới bị đánh. Lần này mày còn mét nữa không? Mày bây giờ tao không mét nữa đâu. Tao xin lỗi mấy anh cho tôi về. Được rồi, mày muốn về phải không? Chui qua đây nè, rồi mày về. Mà anh nói thiệt không? Thiệt, mày chui qua đi, rồi tao bảo qua chuyện cũ. Mà có thằng nào ăn hiếp đầy thì cứ gọi chị Hai Chắc ra đây, đảm bảo không có đứa nào dám đụng đến đầy luôn á. Cảm ơn Chắc nhiều nha. Trời ơi, đầy ngưỡng mộ Chắc tới giờ luôn á. Ngưỡng mộ lắm luôn á. Mà Nhắc mới nhớ nha, lần đó mà tôi không xuất hiện á, chắc là chui rồi đúng không? Làm gì có? Làm gì có hả? Tôi thấy hả? Cúi người xuống tính chui qua rồi. Đã nói không có mà. Trời ơi. Tại chắc không biết đó thôi. Đầy có một bí kíp. Bí kíp gì? Đầy có vỏ mà giấu á. Đó là một điệu hổ ly sơn. Trụ chân nè. Lòn qua nè. Nè. Lòn qua phải không? Xong phải không? Cái đạc đá vò lái lên đó. Rồi đây nè là cái chiêu mới mà đá lên nữa nè đó. Là nó tiêu tùng liền. Cần gì phải Chắc ra tay đúng không? Ủa Chắc đâu rồi? Chắc ơi! Cha. Ủa mới về đó hả con? Cha đừng có ráng. Trời ơi, sao cha không kêu thằng Lép nó làm? Vừa rồi á, chật cái chân nó chưa có lành nữa. Thôi cha vô đây ngồi nghỉ đi. Con không có biết cái gì hết. Tía già rồi, rảnh tay rảnh chân ở không riết nó buồn lắm. Cho nên ra xúc cái luôn chút xíu có gì đâu. Còn thằng Lép á, cha biểu nó qua nhà cô Tư mượn cái gào để ngày mai tát mớ cá giọng ăn từ từ. Ha, mẹ nói rồi mà ổng đâu có nghe đâu hả? Cứ tối ngày làm tới làm lui, làm khổ con cái không mẹ à? Rồi cái chân mày bị gì mà bầm tím vậy? Trời ơi, trời đất ơi, mày dắt cái thềm rồi cái
Nó bậm chút thôi chứ không có sao đâu con. Trời đất ơi, chân bầm tím vậy mà nó không sao. Để tối nay á, con lấy thuốc bóp chân cho mẹ, rồi sáng mai nó sẽ bớt à. Trời đất ơi, cái thằng đầy nó làm gì mà lấp ló ngoài trước vậy không biết nữa. Kệ ông đi, suốt ngày cứ rình mò. Thôi để con vô con nấu cơm cho cha mẹ ăn nha. Ừ. Bà này không biết cái gì hết. Nó trồng cây si con chắc nhà mình á. Trời ơi, không hiểu thiệt tình cái thằng. Nó mê con chắc nhà mình gì, nó mê dữ. Làm như bị ăn bùa mê thuốc lú của con nhỏ không bà. Trời ơi, con gái mà được mê vậy hả là mừng đi. Nè, bà nói bà làm như con gái của tôi nó tệ lắm hả bà? Không có tệ. Nhưng mà ở trong làng này nè, đâu có đứa nào mà nó dám sáp tới con chắc nhà mình đâu. Nó sợ con chắc nhà mình như là sợ cọp vậy đó. Bà nè, mà chưa hết đâu nha. Ở trong làng mình đó nha, con nít nào mà khóc đó ha, là mẹ của nó dọa tới tên con chắc là nó nín liền. Phải không? Cũng như ông nè. Sao? Bây giờ ông làm em bé đi. Ông khóc đi, rồi nghe cái tên con chắc rồi ông biết. Ông khóc đi. Tôi là mẹ nha. Bây giờ ông khóc đi. Nè, mẹ kêu nín. Không nín á ha, là mẹ kêu con chắc tới. Con chắc tới kìa. Đó, thấy không? Trời đất ơi, nghe một tiếng con chắc là nín liền. Ông mà còn phải nín nữa, thấy chưa? Tôi tin. Ủa, hay vậy ha. Ủa sao vậy mà thằng này nó mê nhỏ ta? Thôi thôi, vậy giờ tôi đuổi nó về cho bà nghe. Đuổi nó đi về giùm tôi đi. Đây ơi, đây, vô nhà chơi con. Làm gì lúc ló ngoài đó vậy đây? Trời ơi, ông ơi, sao tôi kêu ông đuổi nó đi mà ông còn rủ nó vô nhà chơi nữa là sao? Đó là cái cách. Bà thấy không, tôi lên tiếng nó nghe cái nó sợ à. Cái nó bỏ nó chạy về liền. Đó là một hình thức tôi đuổi nó về. Ủa? Để nó nghỉ nó dưỡng cái chân. Rồi ngày mai nó qua đây nó lấp ló nó rình tiếp. Nó rình tiếp. Lép. Dạ. Đi đâu từ sáng đến giờ? Chị đi về sớm giờ mà không thấy mặt mũi em đâu hết nha. Dạ, em qua bên cô Tư lấy cái gạo. À chị, hôm qua trời mưa á chị. Trời ơi, sét đánh cây dừa chứ đen thùi lùi thấy ghê luôn á chị. Ủa, sao chị đi ngang mà chị không thấy? Ủa, chị đi đâu qua đó? Chị qua nhà thằng Bi thăm mẹ nó bệnh. Chắc là người ta trốn rồi đó chị ơi. Chứ hồi nãy em đi còn thấy mà. Thôi, đừng có nói dốc quá ông con ơi. Ha, kêu đi qua bên cô Tư á, mượn cái gào thôi hà. Vậy mà đi biệt luôn hà. Đâu có đâu. Còn qua cô Tư mà, cô Tư đi dỗ làng bên rồi. Vậy sao hồi nãy á, cô Tư đi chợ mà vợ nó đi đám dỗ là gì? Đúng rồi. Cô Tư á, phải đi chợ mua trái cây thì mới đi đám dỗ được chứ. Đúng không mẹ? Cái thằng này thiệt là. Cha, ăn cơm cha. Nè, cha nói cho con nghe. Con nói cái đường này thì nó né qua cái đường khác, mà con nói cái đường khác thì nó né qua cái đường kia. Cái thằng này nè, hồi xanh nó bà mụ bà móc miếng làm sao, còn dư miếng ở bển. Nó lẻo lự mà nó lắc léo ghê. Cái thằng này đi chơi cả ngày về bày đặt kiếm chuyện lấp liếm. Thôi mà, cha nói với con rồi nghe. Dạ. Con lớn rồi. Dạ. Phải lo mà phụ cha phụ mẹ, phụ chị con buôn bán. Tối ngày con cứ lâm nhông hoài. Dạ con biết rồi. Em á, chị không có thích em hứa đâu, mà chị muốn em làm nha. Dạ em hứa. Thôi ăn cơm đi, đừng có nói nữa. Mẹ cứ bên nó hoài riết rồi nó lười nhớt thay luôn á. Con đó nha, con thấy nó to xác vậy đó chứ nó còn khờ lắm. Cái gì cũng phải để từ từ rồi dạy nó con ha.
Thôi ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm. Ăn đi. Chắc ơi, Chắc ơi. Chắc. Ai vậy? Dạ chú Đông. Sao vậy chú? Có mua heo á thì mai qua làng bên coi. Bên nội của thằng Tý á có lứa heo cũng trọng trọng rồi, mà cũng đang cần tiền lắm, muốn bán để xây sở. Vậy hả? Vậy sáng mai con qua sớm bên đó coi làm sao. Con mà mua được con heo đó còn thưởng cho chú cái đầu heo. Thôi được rồi, làm cái gì khách sáo quá vậy. Dạ. Tôi á thích ăn cái đùi. Chú này chơi luôn, cho cái đùi nha. Thôi nói chơi chứ mai qua sớm đi, không người ta mua mất đó. Dạ con biết rồi. À chú ngồi ăn cơm với gia đình con luôn đi. Thôi chú về, cả nhà ăn cơm vui vẻ. Dạ chú về nha chú. Thôi chú về. Mẹ sáng mai con ra chợ sớm nha mẹ. Ừ. Dạ lép, lát nữa ăn cơm xong á em làm cho chị cái đút bự bự nha. Dạ. Ăn cơm đi mẹ. Cha ăn cơm đi cha. Ăn đi. Nịnh hả? Có đâu, ăn đi mà. Ăn đi con. Mình không lo đi, người ta bắn hết rồi sao? Thiệt tình luôn á, mắt heo thì sáng sớm ta bắt, bắt heo giờ nghiệt ngã hừng đông. Giờ này mà có ai đi ngang cái bóng trắng trắng chắc tôi xỉu luôn á. Vậy tôi đây nè. Trời, ông đầy đi đâu vậy? Đi ra đây biểu. Ông làm gì mà ông ngồi ở đó vậy? Mặt trời còn chưa hé dạng nữa mà ông ngồi lù lù đó chi vậy? Tôi đợi Chắc. Đợi tôi làm chi? Đi bắt heo với Chắc. Trời, đi bắt heo với tôi hả? Ai mượn vậy? Đâu có ai mượn đâu, mà tại vì tôi muốn đi theo để bảo vệ Chắc chú bộ. Bảo vệ tôi. Trời, ê nói nghe nè, ông muốn bảo vệ tôi hả? Hai cái cặp giò của anh nó rung, nó muốn rụng luôn rồi kìa. Rung hồi nào? Đó, nó rung kìa. Đứng thẳng lên, đứng lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đúng rồi, đứng thẳng. Vậy phải không? Đúng rồi. Ông bảo vệ ông chưa xong nữa, huống chi bảo vệ tôi. Làm như tôi là con nít vậy á. Tôi lớn rồi chứ bộ. Tôi đâu có rung đâu, tại trời lạnh. Tôi lo cho Chắc sáng sớm đi bắt heo một mình, tôi không có yên tâm. Khổ thiệt luôn á. Đây là nghề của tôi, làm như tôi mới đi có một lần á, làm ơn đi. Để người ta bắt gặp rồi tưởng tôi với anh hẹn hò là không có hay đâu. À mà sao anh biết sáng nay tôi đi bắt heo? Tôi nghe chú Đông qua nhà nói. Nữa? Vậy là anh rình rập nhà tôi đúng không? Không có. Nói nghe tự ái dễ sợ luôn á. Hôm đó tôi đi ngang nhà
vô tình ông chú Đông ổng nói lớn quá nên tôi nghe được. Nói lớn quá nên nghe được hả? Ờ. Ừ. Ai sai ai biểu ông mà ông hành xác vậy? Tự nhiên giờ này không chịu nhà ngủ đi, ra đây đứng làm chi vậy? Tôi lo cho chắc. Sao chắc không bao giờ hiểu trái tim tôi vậy? Trời đất ơi, tôi nổi da gà hết luôn rồi nè. Tôi mà đi theo chắc á thì chắc sẽ có bạn đồng hành. Lúc đó lỡ có xảy ra chuyện gì á, có người bảo vệ cho chắc nữa. Bây giờ tôi hỏi anh có đi về không? Không về. Đi về không? Không. Sợ ma không? Sợ. Chắc chắc làm gì vậy? Chắc khỏi thấy đường luôn chứ gì. Trời ơi, chắc tôi sợ ma mà chắc làm kỳ vậy? Chắc. Trời ơi, sao bây giờ chưa sáng mà tôi hù vậy? Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, sợ ma quá. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, trời ơi. Làm tao đau muốn chết luôn nè. Ôi à, đau quá. Đa tạ cô đã cứu mạng của tôi. Ông ở đâu ra từ dưới đất chui lên rồi ăn nói cái gì mà lung tung vậy? Hồn ta bấy lâu nay bị giấu kín trong chiếc bình này. Ta thật sự cảm ơn nàng. Cũng may là nhờ của nàng ta mới thoát khỏi nó. Có phải định mệnh đã khiến xui nàng tìm được nó và cứu ta khỏi lời nguyền ma quái? Cái bình tôi quăng nó bể tan tành. Cái hồn của ông bị nhốt trong đó hả? Vậy ông là ma sao? Ông bị chết rồi bị nhốt vô cái bình. Vậy ông là ma hả? Đừng làm tôi sợ nha. Phải, ta đã bị giết chết và bị giam cầm trong chiếc bình này bấy lâu nay. Ta không biết là mình đã ở trong đó bao lâu rồi. Đến nay thì đã được nàng cứu thoát. Mà khoan đã. Ông nói ông là hồn ma, vậy sao tôi thấy ông được? Ê, ông kia, ông đang nói giỡn tôi đó hả? Ông đừng có hù tôi nha, tôi đập ông thiệt đó. Đúng rồi, ta đã chết và hiện là hồn ma. Nàng thấy được ta và nàng nói chuyện được với ta, vậy chẳng phải nàng cũng đã chết và nàng cũng là hồn ma hay sao? Ông nói bậy. Tôi làm gì mà tôi chết? Tôi đang sống nhăn răng mà ông kêu tôi chết. Tôi bị trượt chân té xuống đây rồi tôi bị trầy xước thôi, chứ làm gì mà tôi chết? Ông ăn nói gì kỳ vậy? Vậy thì lạ quá, chỉ có hồn mới nhìn thấy nhau và có thể nói chuyện cùng nhau. Vậy hồn nàng đây, còn xác nàng ở đâu? Trời đất ơi, tôi đã nói với ông rồi là tôi chưa có chết. Ông muốn chết, ông chết mình ông đi, đừng có lôi tôi theo chi vậy. Bây giờ ông nói tôi chết đúng không? Tôi chứng minh cho ông thấy nè. Nè. Đây nè, đó, trời sắp sáng. Thế nào rồi cũng có người đi qua đây. Bây giờ ông đợi nha, tôi la lên, họ nghe tiếng tôi kêu cho ông coi nè. Nè, có ai đó không? Có ai không? Ai vậy? Ai cứu tôi đâu vậy? Có ai đó không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ai cứu đi, cứu đi! Có ai không? Ủa, đi đâu vậy? Kéo lên! Phụ! Kéo lên! Lên nha!
bị gì không? Trời ơi, sao mà làm đâu mà để vô trong này gì không biết. Chị có sao không? Đa tạ mấy anh nha. Tôi bị trượt chân té xuống dưới đó. Cũng may là nhờ có mấy anh cứu. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Nhìn cô này lạ quá hả? Nhà cô đâu vậy? Để tôi đưa cô về. Thôi, để tôi tự về được rồi. Cảm ơn mấy anh nha. Vậy cô về cẩn thận đó nha. Dạ. Thôi đi. Thôi tập đi. Trời ơi. Ủa mẹ sao vậy? Sao mà con đi cà nhắc rồi mình mãi lấm lem lấm lút hết trơn vậy? Dạ. Nè, sao vậy con? Sao mà ra nông nổi vậy đây? Đường trơn trượt, con bị trượt chân té. Rồi con có sao không? Ta nói ngày nay đó hả, mẹ thấy ở trong lòng mẹ cái gì đó nó không có yên ha. Là mẹ cản con rồi, con nói không sao đâu, con đi à. Thì cũng đâu có sao đâu mẹ, chỉ là con gặp cái thứ đó thôi à. Thứ gì con? Thứ đó là gì? Thứ gì? Thứ bậy bạ đó. Hả? Lại gặp ma hát vậy? Con... cái thằng này. Cái thằng. Đừng có nói bậy. Dạ. Hả? Con cũng không dám chắc nữa, nhưng mà hình như là vậy đó. Vậy hả? Vậy thôi bây giờ để mẹ vô, mẹ nấu lá bưởi cho con tắm. À, đúng rồi đó. Bà nhớ nấu nước bưởi cho nó tắm xả xui nha bà. Tôi biết rồi. Dạ chị hai. Lúc chị hai thấy cái đó, chị hai thấy nó ra sao chị hai? Nó có cao to, mập ốm hay là già trẻ? Mà nó có đẹp trai như em không? Mày im miệng coi, tao giả một cái bây giờ. Suốt ngày nó tầm bậy tầm bạ không à, muốn ăn đòn hả? Suốt ngày cứ la người ta hoài, quan tâm chứ bộ. Đa tạ cô đã cứu mạng của tôi. Ai vậy? Ai vừa nói gì vậy? Trời, anh muốn hù người ta chết hay sao vậy? Đừng có làm tôi sợ nha. Phải, ta đã bị giết chết và bị giam cầm trong chiếc bình này mấy lâu nay. Ta không biết mình ở trong đó bao lâu rồi. Đến nay thì được nàng cứu thoát. Mà khoan đã. Ông nói ông là hồn ma, vậy sao tôi thấy ông được? Ê, ông kia, ông đang nói giỡn tôi đó hả? Ông đừng có hù tôi nha, tôi đập ông thiệt luôn đó. Con không sao đâu mẹ, vắng con á là mọi người lại nhắc nữa đó. Hơi đâu mà chị hai lo, vắng mợ chợ vắng đông mà. Mày im đi, im cái miệng thúi mày lại đi, để yên cho chị hai mày ngủ. Sao mà cứ lảng vảng trong đầu mình hoài vậy không biết? Sao anh tìm được nhà tôi mà anh đến đây? Còn vào được phòng của tôi nữa. Anh mau ra đi. Cái gì? Đi ra. Cái gì? Ủa? Cái gì? Đi ra. Cái gì đó? Cái gì đó? Có chuyện gì vậy con? Cả mà. Là hồn ma. Là hồn ma.
Là hồn á? Không phải, không phải. Mẹ, mẹ con mà. Mẹ mà. Không phải, anh ta mới đứng ở đó đó. Đâu, đứng đâu, đứng chị đâu. Hai. Tao hay gì hai quán gà hả? Quán gà đâu mà quán gà. Anh ta đứng chần chừ ở chỗ đó đó. Sao giờ không thấy? Nè, anh kia, anh muốn hù tôi hay sao? Ra đây biểu coi. Tôi không có sợ ma sợ cỏ gì đâu nha, đừng có hù tôi kiểu đó. Ủa, đâu có thấy ai đâu. Ai đâu? Ai đâu? Mẹ. Hả? Con thấy chị Hai không ổn rồi đó. Con nghĩ là bây giờ mình kêu ông ba pháp sư đi về trừ tà cho chị Hai. Giờ này dễ gì thầy ba pháp sư thầy tới. Qua chăng sáng mai thầy mới tới. Theo ý tôi vậy nè, vậy tối nay ông ngủ với con gái đi, rồi sáng mai mình đi kiếm pháp sư được không thầy ba? Câu này là cái câu nói dở nhất trong ngày. Tự nhiên nhà bà kêu tôi ngủ với con gái. Tôi ngủ ở đây làm sao con gái tôi nó ngủ được? Bà biết cái tính tôi ngủ tôi ngái còn hơn bò rống nữa, làm sao con nhỏ nó ngủ được? Hay là vậy nè Lép. Dạ. Mày con, mày lấy tấm đệm mày trải ở đây nè. Mày nằm mày canh cho chị Hai mày ngủ. Thôi không được đâu. Tối ngủ con hay đi tè lắm, mất công chị Hai thức giấc nữa. Thì đừng đi, tại đây luôn. Thôi con lớn rồi, mẹ ngủ với chị Hai đi. Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên mày kêu mẹ ngủ. Thôi, mọi người đi ra ngoài hết đi, đừng có nói dần lân nữa. Chắc là con ma đó nó thấy mọi người vô đông quá nó bỏ đi rồi. Không phải, bây giờ vậy nè, nếu mà mọi người đi ra hết rồi con ngủ rồi lỡ cái con đó nó xuất hiện nữa rồi sao? Vậy thôi cha ngồi đây cha canh giùm con đi. Vậy đi. Sao kỳ vậy con? Tự nhiên con bắt cha ngồi đây cha canh cho con ngủ suốt đêm sao kỳ vậy? Bây giờ vậy nè, bây giờ tối nay con ngủ á ngang, con cứ đốt đèn lên cho nó sáng. Ma là nó sợ ánh sáng lắm. Trời ơi, thôi con biết rồi, con không có sợ ma sợ cỏ gì hết trơn á. Thôi, cha mẹ đi về ngủ đi, chứ con ở đây con buồn ngủ lắm rồi. Rồi. Đi. Đi bà. Đi cái gì? Mẹ đi luôn đi. Ông đúng là chết. Mẹ đi luôn đi. Cũng đùng nảy cho ông ta trơn à. Bà mới là lạ. Tự nhiên tôi già rồi, bà bắt tôi nằm trong tôi giữ ma làm sao? Sao bà không kêu con Lép đi? Sao con ngủ được? Ba mẹ biết con sợ ma mà. Lỡ con ma đè nghẹt thở làm sao? Ghê quá, con đi trước đây. Ôi trời, lại là anh nữa hả? Có chuyện gì vậy cha? Dạ không có gì. Mọi người cứ ngủ đi. Chừng nào ma xuất hiện là la lớn lên nghe. Dạ con biết rồi. Anh là hồn ma thiệt hả? Sao anh biết nhà tôi mà anh theo tôi về đây? Tôi quên, anh là ma mà chuyện đó có khó gì đâu. Nhưng mà ý tôi hỏi là sao anh cứ theo bám tôi hoài vậy? Kim Xuyến. Trời ơi, lại là Kim Xuyến. Tôi không phải là Kim Xuyến. Có phải là cô Kim Xuyến chết tiệt nào đó giống hệt tôi đúng không? Anh theo tôi về nhà là để khẳng định điều đó chứ gì. Giờ thì anh đã rõ rồi đó, tôi là Chắc, bán thịt heo ngoài chợ, chứ không phải là tiểu thư Kim Xuyến gì của anh hết đó. Anh làm ơn, anh đi tìm cổ chỗ khác đi, còn không thì đầu thai đi, đừng có đi bám tôi nữa, trời ơi. Tôi biết rồi, cô tên là Chắc, con của hai ông bà Chính, có người em trai tên là Lép. Nhưng mà tại sao cô lại giống Kim Xuyến quá vậy? Trời ơi, Kim Xuyến nữa hả? Vậy bây giờ anh tin tôi không phải là Kim Xuyến chưa? Nhưng mà tại sao anh lại chết? Sao ông đi đầu thai rồi chui vô cái bình đó làm chi vậy? Mà mắc cái gì tự nhiên tôi thấy cái bình đó làm chi không biết nữa à? Ta bị cướp chặn đường và giết chết. Ủa, bộ anh giàu có lắm hả? Tôi là gia nhân nhà họ Chu. Gia nhân thì sao lại bị cướp? Kể ra dài dòng lắm. Nếu kể phải mất mấy ngày mấy đêm lần. Vậy thôi anh đừng có kể. Mà anh nghe tôi hỏi nè,
anh chết bao lâu rồi? Tôi cũng không biết. Lúc anh chết anh được bao nhiêu tuổi? 20. Còn Kim Xuyến? Đang trôi 18. Bộ mặt tôi giống lắm hả? Nhưng mà nàng ta là tiểu thư nhà họ Lê. Tiểu thư họ Lê? Vậy sao anh không tới đó anh tìm cổ đi? Không lẽ anh không biết? Đi luôn đi nha. Đau. Cái gì vậy? Cha mẹ làm gì vậy? Chắc con đang nói chuyện với ai vậy? Con có nói chuyện với ai đâu. Trời ơi, con nói với ai đâu? Không lẽ con nói chuyện một mình hả? Con nghĩ là sáng mai á, chắc mình không cần kêu thầy ba tới trừ tà đâu. Mình kêu thầy tới chữa bệnh cho chị hai đi. Nặng lắm rồi đó. Sao nhìn con hoài vậy? Thôi, người ta đi rồi, không có theo bám nữa đâu. Lộn người thôi. Lộn người. Đúng rồi. Thôi không có chuyện gì đâu. Mọi người đi ngủ đi, nhanh lên. Đi. Nhanh lên. Cha mẹ ngủ đi nha. Khi nào mà mình thấy được ta? Từ lúc nào mà mình lại có thể nói chuyện và nhìn thấy hồn ma chứ? Kim Xuyên, chắc nàng héo hon vì nhớ thương ta. Ta đã quay về đây tìm nàng. Dù ta là hồn ma bóng quế, cảm ơn anh. Cái này hả chú? Không, chú lấy cái này, tôi thấy là bà xã chú rồi. Cái này chồng cô nè. Chắc muốn tôi phụ không? Có gì đâu mà phụ. Chắc không sao hả? Sao là sao? Vậy chắc không sao thiệt hả? Sao là sao? Anh mới là có sao không á? Cứ hỏi tôi có sao không hoài. Hay là thằng Lép nói vậy với anh rồi phải không? Chắc nè, nói nghe nè. Đây có lá bùa này á, chắc đeo đi. Mấy cái thứ dơ bẩn không có theo chắc nữa đâu. Anh nói mấy cái thứ dơ bẩn hả? Mấy cái thứ dơ bẩn hả? Đúng rồi. Tôi cho anh đúng hơn đó. Anh đeo nó đi. Anh đó suốt ngày cứ theo bám tôi hoài à. Tôi lấy cái lá bùa tôi dán lên người anh cho anh khỏi theo bám tôi nữa. Chắc đừng có giỡn nữa mà, đeo bùa đi. Tôi không có cần đâu. Với lại hắn ta bỏ đi rồi, không có theo bám tôi nữa đâu. Hả? Chắc à? Chắc nói như vậy bộ chắc không sợ hả? Tôi không có sợ ma. Tôi cũng không có sợ quỷ luôn. Mà biết tôi sợ ai không? Ai? Sợ anh đó. Cái mặt của anh đó cứ theo bám tôi hoài à, riết tôi thấy sợ luôn. Cứ thập thò suốt cả ngày à. Nhưng mà lỡ như mà chắc con... Cầm cái miệng lại không? Tránh xa tôi ra nghe chưa? Coi chừng tôi nghe chưa? Bực mình. Nguyễn nó nghe. Đi theo là tôi đập á. Để coi bữa nay bán được nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại là anh nữa hả? Cái gì vậy chắc? Dạ không có gì.
Sao anh còn lảng vảng ở đây? Không phải anh đi qua nhà Kim Xuyến tìm cổ rồi sao? Tôi có quay về Lê Gia Trang, nhưng mà không thể vào được. Sao vậy? Bởi vì xung quanh đó đâu đâu cũng có trấn bùa yểm. Sao mà kỳ vậy? Bộ họ sợ ma hay sao mà trấn yểm dữ vậy? Nhưng mà anh quay lại đây tìm tôi làm chi? Tôi đâu có phá được mấy cái bùa biết gì đó đâu. Cô đã cứu tôi. Trời ơi, tôi đã nói là tôi không có cần đền đáp ơn nghĩa gì hết á. Anh đừng có đeo bám tôi là tôi mừng lắm rồi. Ý tôi nói là cô là người cứu tôi thoát khỏi chiếc bình, và bây giờ chỉ có cô mới nói chuyện được với tôi. Tôi xin cô hãy giúp cho tôi. Bây giờ tôi giúp anh sao đây? Cô hãy tìm đến Lê Gia Trang, gặp Kim Xuyến và nói với cô ấy là tôi rất nhớ cô. Trời ơi, tôi đâu có quen biết gì họ đâu. Lại đó nói làm sao cho họ tin tôi bây giờ đây? Tôi xin cô, trước khi đi đầu thai, tôi muốn gặp và nói lời tạm biệt với Kim Xuyên, vậy tôi mới yên tâm. Trời ơi, xin cô hãy giúp cho tâm nguyện của tôi lần này. Tôi không thể nào ra đi mà không nói một lời từ biệt được. Thôi, tôi không có rảnh đi làm cái chuyện thầy lai này đâu. Anh đi tìm người khác giúp đi. Cô hãy giúp tôi đi mà. Trời ơi, chỉ có mình tôi thấy anh và nghe anh nói thôi chứ gì. Thiệt nha, tôi ước gì tôi chọc mù con mắt của tôi đây nè, để khỏi thấy anh, khỏi nghe anh nói. Phiền phức quá. Cái gì trong đó nữa vậy cha? Dạ không có gì, cha mẹ ngủ đi. Tại anh đó. Cô hãy giúp tôi đi, chỉ một lần này thôi. Tôi hứa sẽ không tìm cô mỗi buổi tối nữa đâu. Ý này là hăm dọa hay là năn nỉ vậy? Tôi cầu xin cô đó. Tức là bây giờ tôi lại đó, tôi nói với cổ, cho cổ biết là anh chết rồi đúng không? Cô hãy chuyển lời rằng tôi rất nhớ thương cổ, tại vì em dư cách biệt, chứ không phải tôi không tìm cổ như lời hẹn ước. Thiệt luôn đó, tôi thấy ma tôi không sợ, mà nghe anh nói tôi nổi hết da gà luôn nè. Gì đâu mà quỷ miệng quá trời quá đất luôn à. Ma gì mà kỳ á. Cô làm ơn hãy nói đúng những lời tôi nói. Nói được chết liền luôn á. Tôi xin cô, bây giờ chỉ có cô tôi mới nhờ cậy được thôi. À, câu chuyện này nữa, cô nhớ mời cậu tới đây để cho tôi gặp mặt một lần. Trời ơi, lần cuối cùng tôi gặp cổ là cái đêm định mệnh tại nhà họ Chu. Anh nghĩ sao mà tôi kêu cổ tới đây? Sao mà kêu được? Sao người ta tin tôi được anh? Thì cô cứ đến gặp và nói rằng cô muốn gặp Kim Xuyến, và nói với cổ rằng là tôi nhờ cô mời cổ đến nhà của cô chơi để cho tôi gặp cổ. Trời ơi, không có tin được đâu. Sao mà người ta tin tôi được? Rắc rối quá, tôi không có làm cái chuyện đó đâu. Cô sẽ tin cô mà. Chỉ cần cô nói những lời của tôi đã nói với cô thì cô sẽ tin cô thôi. Cô nhắc cho cô ấy là chiếc vòng định ước tôi đã tặng cô ấy vào đêm trung thu. Chiếc vòng hả? Cô hãy giúp tôi lần này, tôi nguyện ngậm dành kết cỏ ơn này. Thôi thôi thôi, tôi không cần trả ơn trả nghĩa gì đâu. Vậy đi. Thôi được rồi, tôi hứa là tôi sẽ giúp anh lần này á. Nhưng mà anh phải giữ lời hứa là sau lần này không được tới bám tôi nữa, nghe không? Tôi cảm ơn cô. Bây giờ cô qua làng bên, cô cứ hỏi Lê Gia Trang thì ai cũng biết. Lê Gia Trang hả? Nhưng mà sau lần này anh phải đi đầu thai đó nha, không được theo bám tôi nữa à. Tôi hứa. Giữ lời đó. Có nên giúp không? Dạ, xong rồi đây bà. Còn cái mâm này nè. Dạ. Bưng lên để cái bàn ở giữa nhà. Dạ. Để cho cô Kim Ngọc tự tay cổ sắp cổ bài biện nghe không? Dạ. Con đừng có tài lanh làm cho cổ phật lòng đó. Dạ, con biết rồi. Còn cái nồi khổ qua hầm á, con hầm chưa, múc ra luôn đi. Dạ, xong rồi nè bà ơi, con múc ra rồi nè. Dạ đây. Cái món này á, lúc cô Kim Xuyến còn sống á, rất là thích đó. Nên lần nào đám giỗ á, cô Kim Ngọc cũng nấu món này cúng á. Ồ, hèn gì,
Bà biết không, cổ hả, cứ đòi là tự tay nêm cái nồi khổ qua hầm này nè bà, chứ cổ không có cho con nêm. Thì đúng rồi, cái món này á là chỉ có cô Kim Ngọc nêm thì cô Kim Xuyến mới ưng. Nghĩ tội nghiệp quá bà ha. Hai chị em á hả, thương nhau thấm thiết như vậy á, mà nở lòng nào hả, ông trời bắt phải xa nhau. Kỳ ghê. Ôi trời, thôi thôi thôi, mày đừng có đứng đó mà nói dần lân. Mày bưng mau cái mâm này lên cho cổ sắp cúng đi, lẹ lên. Dạ. Bưng lẹ lên đi. Dạ. Cho con gửi. Ừ. Có ai không? Có ai ở nhà không? Hả? Ai vậy cả? Có ai không? Chào cô. Nè. Chào gì? Cô kiếm ai? Cho tôi hỏi đây có phải là Lê Gia Trang không? Đúng rồi. Cô tìm ai? Tôi tìm cô Kim Xuyến tiểu thư. Kim Xuyến? Ừ. Ý cô là kiếm cô Kim Ngọc đúng không? Ừ. Anh ta nói với mình là kiếm Kim Xuyến mà ta. Nè, cô Kim Xuyến á, cô chết lâu rồi. Nhà này á, là chỉ có cô Kim Ngọc thôi. Cô muốn kiếm cô Kim Ngọc á, thì đợi tôi chút. Tôi vô tôi kêu cho. Kỳ vậy ta. Chết lâu rồi hả? Ủa mà tại sao anh ta nói là mình kiếm Kim Xuyến? Trời ơi, làm sao? Hôm nay là ngày giỗ của chị. Em nấu mâm cơm canh mời chị dùng. Đã 20 năm chia cắt âm dương, vậy mà em vẫn ngỡ như hồi chị em mình còn quấn quýt bên nhau, cùng chung một mái nhà. Giờ cha mẹ cũng đã quy tiên hết, bỏ lại một mình em ở trên thế gian thui thủi. Em nhớ chị hai lắm. Hôm nay là ngày giỗ của chị hai. Ông đi đâu mà bây giờ mới về? Tôi đi gặp mấy ông chiếc sắt ở trong làng á, đang đãi đàn ở ngoài đình. Không lẽ họ kêu mình mà mình từ chối? Để tôi lại thắp nhang cho chị vợ kính yêu của mình coi. Giờ này chắc là bây giờ á, chị cũng đã đi đầu thai kiếp khác rồi, hay là chị đã về miền cực lạc làm tiên rồi? Đừng có nói bậy trước bàn thờ của chị hai như vậy mà mang tội đó. Ngày trước nếu không xảy ra chuyện thì giờ ông với chị hai của tôi cũng đã là vợ chồng rồi. Bà im đi, đừng bao giờ nhắc chuyện đó với tôi. 20 năm rồi mà tôi vẫn còn tức tối trong lòng nè. Thằng gia nhân phản chủ và người vợ dâm loạn, khốn nạn thiệt. Chị đã chết rồi, tại sao ông vẫn còn giày dò chị chứ? Chị ấy đã biết lỗi nên mới kết liễu đời mình để chuộc tội, cớ sao ông vẫn không tha thứ? Tôi lấy ông cũng là coi như đền bù rồi, ông còn chưa vừa lòng vừa dạ hay sao? Bà ơi, bà, bà ơi, bà. Chuyện gì vậy bé ba? Bà ơi, bà. Có chuyện gì vậy? Bà ơi, bà, có cái cô nào á đứng ngoài cổng á, nói là muốn tìm cô Kim Xuyên. À không, nói là tìm cô Kim Ngọc. Trời ơi bé ba. Dạ. Mày nói năng gì kỳ vậy?
Con nói thiệt mà bà Vú, cổ muốn tìm bà chủ nhà mình nè, mà cổ nói lộn là cô Kim Xuyến. Rồi cổ có nói cổ tên gì không? Mà cổ tìm bà chủ có chuyện gì? Dạ không, con quên hỏi mất tiêu rồi. Dạ bà chủ thứ lỗi, con nhỏ này á, nó ăn nói tèm tép chứ không có được chuyện gì hết trơn á. Dạ để tôi dạy nó lại, còn mày ra ngoài đuổi cổ đi đi. Vậy đâu có được Vú. Cổ đòi á, vô đây để gặp cô Kim Xuyến. À không không, cô Kim Ngọc mà người ta chú có gặp mà. Sao mà đuổi được mẹ Vú. Bé ba, trời ơi bé ba, tôi gặp chết đó bé ba. Con nói thiệt mà. Dạ xin lỗi bà, để tôi dạy nó lại. Dạ, bà không bà, tin thì bà ra ngoài cổng mà coi đi. Để tôi đem nó ra sao tôi dạy nó lại nghe bà. Dạ con xin lỗi ông bà. Ủa da, trời ơi sao đánh con hoài vậy. Mày, thằng nhỏ này cái gì á. Thằng nhỏ này thiệt tình á. Chuyện có gì đâu mà đáng cười. Đâu ra con khùng này vậy? Nó là cháu của bà Vú, mới vô làm nên chưa có biết phép tắc. Mà có nó cũng vui đó. Nó cứ tìm cô Kim Xuyến, không lẽ giờ chỉ nó lên chùa lấy hũ cốt. Nó khùng như vậy á mới tránh được cái ánh mắt háo sắc của ông. Ơi, mày dẫn tao đi đâu vậy nè? Thì đi ra đây không với con đi. Đi mà. Mày ăn nói tào lao không, không à? Không có đâu. Không có tào lao đâu, đâu mà. Nè, con nhỏ này. Đó, nhìn thử đi. Nè nè, đây nè Vú. Ủa. À nè, đây nè Vú, đây nè Vú. Vú. Cô này nè. Chính cô này muốn kiếm cô Kim Ngọc đó. Cô. Cô hai. Hả? Vú. Cô xíu. Vú. Sao vậy Vú? Ê, cái con nè. Vú, bà ơi, sao vậy? Bà ơi, xỉu vậy? Bà sao vậy? Bà chủ không? Chủ ơi, bà Vú xỉu rồi nào, bà chủ ơi. Bà ơi, bà tỉnh chủ lại ơi, đi. Cứu Vú, bà chủ cái ơi. Cái gì vậy? Vú cái gì mà ngoài đây ống sum vậy? Vú sao vậy? Con không biết nữa. Tự nhiên sao không? Cái Vú gặp con này, cái rồi Vú xỉu nữa. Luôn à. Vú ơi, Vú. Kim Xuyến. Tỉnh lại đi Vú. Tôi. Đi nắng cả buổi trời khắc nó muốn chết luôn á. Thiệt tình là nhìn giống như hai giọt nước vậy, không sai một nét nữa. Bởi vậy tôi vừa mới nhìn tôi hết hồn luôn. Cứ tưởng hôm nay là đám giỗ của cô hai á, cho nên cô hiện về. Mọi người đúng là thần hồn nát thần tính mà. Cô gái này đúng là giống Kim Xuyến chị của tôi. Nhưng sao mọi người không biết suy xét? Nếu như còn sống thì chị hai của tôi cũng phải ngoài 40. Sao có thể trẻ như vậy được? Hen. Nhưng mà hồi lúc cô hai mất á thì cổ cũng ở tuổi này, cho nên khi tôi nhìn tôi mới giật mình. Còn cô? Cô là ai? Tại sao đến đây tìm chị hai tôi? Chị hai tôi đã mất cách đây hơn 20 năm rồi. Cô không biết sao? Trời đất ơi, sao tôi biết được? Tôi đâu biết cổ chết đâu. Thì tại vì người ta kêu tôi tới đây tìm cổ chứ bộ. Ai mà muốn cô tìm chị hai tôi? Thì là một hồn ma. Mà không phải, giống như là tôi bị ma xúi vậy đó. Mà cũng không phải nữa. Giống như là tôi nằm mơ, tôi thấy cái người đó đó kêu tôi tới đây nè, tìm cô Kim Xuyến. Chuyện là vậy đó. Trời ơi, cô nói gì nghe ghê quá vậy. Tự nhiên cô nằm mơ cái cô tìm tới đây à? Thì tôi cũng thấy chuyện này nó sao sao quá. Thôi, tôi xin phép tôi về nha. Tự dưng cái kêu người ta đi tìm người chết à? Thiệt tình luôn á. Thôi tôi đi về nha. Xin lỗi nha. Nhìn đi nhìn lại á thì không thể nào là cô Kim Xuyến được. Cô hai nhà mình á khoan thai chậm rãi, tư chất đài cát mà. Còn cái cô này á nhìn quê mùa, ăn nói lại hàm hồ, không đầu không đuôi, không có hiểu gì hết á. Nói chuyện hoàn xuyên trên trời dưới đất gì không à. Nhưng mà nhìn kỹ lại giống y như cô hai lúc còn sống á. Không thể tin được. Dạ xin lỗi, để tôi xuống tôi làm công chuyện.
Chị hai, nếu chị có linh thiêng, sao không về báo mộng cho em? Cô đã về rồi à? Trời 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 trời, đúng là ma thiệt chứ. Mỗi lần xuất hiện là hết hồn mà. Tôi chờ cô nãy giờ. Hôm nay cô có đến đây Gia Trang hỏi thăm Kim Xuyến giùm tôi hay không? Tại anh đó. Mấy người đó nhìn tôi như một con điên vậy đó. Vậy cô có gặp Kim Xuyến không? Cô có chuyển lời là tôi rất nhớ cô ấy, và cô ấy có chuyện đến đây gặp tôi hay không? Cô Kim Xuyến, cô nói cho tôi biết đi, tiểu thư bây giờ đã sao? Nàng có thay đổi nhiều không? Nàng có nói gì cho tôi biết không? Cô Kim Xuyến chết rồi. Cô nói sao? Cổ chết được 20 năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của cổ nè. Nàng đã chết thật rồi sao? Nhưng mà vì sao nàng chết? Cô có hỏi giùm tôi hay không? Không, tôi không có hỏi. Chết 20 năm rồi còn hỏi cái gì nữa? 20 năm? Vậy là tôi đã bị giấu trong mình 20 năm rồi sao? Trời ơi, thiệt luôn đó. Mấy cái người trong nhà đó vây quanh tôi như là tội đồ vậy đó. Người ta chết rồi mà còn tới hỏi thăm. Cũng may là tôi lanh trí, tôi nói bẻ qua là tôi nằm mơ. Chứ tôi mà nói hồn ma suối tôi á, chắc họ tưởng tôi bị nhập nữa đó. Nếu mà tôi vô nhà đó được, tôi sẽ hỏi cho ra lẽ cái chết của nàng. Vậy thì thôi, xuống âm ti mà hỏi đi. Cô nói như vậy là sao? Thì tức là người chết đó phải xuống âm ti tập trung ở dưới đó. Bây giờ anh muốn gặp Kim Xuyến đúng không? Anh xuống dưới là gặp Kim Xuyến rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Tôi vẫn không tin nàng ấy đã chết. Nàng không thể chết được khi tuổi vừa đã mươi trang đầy xuân sắc. Kim Xuyến ơi, nàng đang ở đâu? Hỏi anh chị tôi cũng đâu biết. Bao giờ chúng ta mới giữ trọn lời hứa năm xưa đây? Kim Xuyến à. Trời, hứa cái gì vậy? Mà nhìn anh thảm đảo quá vậy. Lời hứa hẹn trăm năm, lời thề son sắt. Có lời thề đó sao? Cô không tin tôi à? Chúng tôi đã cùng nhau thề nguyện, nếu có kiếp sau vẫn sẽ nên duyên vợ chồng. Trời, tình gì mà hẹn kiếp này đến kiếp sau luôn vậy? Chắc là nói cho phải lòng nhau thôi, chứ làm gì mà có thiệt. Cô làm sao mà hiểu được tình cảm của chúng tôi sâu đậm đến giường nào? Chỉ vì phân định giai cấp thấp cao mà duyên chúng tôi đã lỡ lời, không đến được với nhau, nên đành hẹn kiếp sau. Nếu yêu nhau á thì cứ đến với nhau đi, có ai đâu mà cấm. Chỉ vì hai chữ sang hèn, nàng là tiểu thư của nhà Trăm Anh, còn tôi phận nghèo hèn chỉ là gia nhân trong nhà họ Chu. Cô có biết là chúng tôi đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào không? Lần đó là vào rằm tháng 8, Tết Trung Thu, trăng sáng vành vạch, nam thanh nữ tú dập dìu đến lễ hội. Trời ơi, vú ơi vú, sao hôm nay trăng đẹp vậy vú? Hôm nay là rằm mà, trăng sáng vành vạch hà. Nè, hai cô thấy không? Dạ. Đó đó đó, chú Cụi với chị Hằng kìa, thấy không? Dạ. Ủa, mà sao hôm nay là ngày gì mà đông người quá vậy vú? Hôm nay á là Tết Trung Thu. Cho nên nam thanh nữ tú họ hẹn hò với nhau để đi ngắm trăng đó. Dạ. Hai cô thấy đẹp không? Dạ đẹp, đẹp lắm á vú. Con lại đó chơi nha vú. Thôi bây giờ mình đi về, để thôi ông bà ở nhà trong. Hơn nữa cái kiệu nó bị hư ở dọc đường rồi, cho nên mình phải đi bộ về thôi. Đi về thôi nè. Thôi mình ở lại xem lễ hội đi mà vú, chỉ một lát thôi mà vú. Trời ơi, không có được. Đi mà, đã nói với cô rồi là không có được mà. Cô ba, cô ba à? Vú, chờ tôi với cô ba. Vú ơi, cô ba. Kim Ngọc, em đi đâu vậy? Vú, vú ơi, vú. Kim Ngọc ơi. Công tử, mình nên về sớm kẻ ông bà đợi á. Trước khi đi á, ông bà có dặn là phải kêu cậu về sớm để sáng mai á có thầy đồ tới dạy học. Đi chơi mà mày cứ càm ràm hoài, nghe mệt lỗ tai quá à. Biết vậy để mẹ nhà.
Tiểu thư đẹp như tiên giáng trần, sau này đủ tuổi ta sẽ cưới nàng làm vợ. Công tử, miệng vẫn còn hôi sữa mà đòi nói chuyện cưới xin. Về nhà hỏi mẹ thử coi, chừng nào mình được cai sữa thì hãy nói chuyện tiếp nha. Tiểu thư. Công tử. Gì? Công tử định đi theo cô ta hả? Thôi mình về đi công tử. Cái thằng dở hơi này, buông ra coi. Nè, đứng yên ở đây nha, cãi lời tao tao bỏ đói á. Tiểu thư. Công tử. Công tử. Công tử. Ủa, tiểu thư tìm ai vậy? Ta đang tìm em gái ta, ta bị lạc mất em gái rồi. Ở đây đông người quá. Hả? Tiểu thư, tiểu thư có sao không? Nhà của tiểu thư ở đâu? Để tôi đưa tiểu thư về. Uya, ta không sao đâu, ta đang phải tìm em gái ta, ta không về một mình đâu. Nhưng mà đông như vậy, biết làm sao mà tìm? Ta cũng không biết nữa. Vậy tiểu thư miêu tả hình dáng em tiểu thư đi, để tôi giúp tiểu thư đi tìm. Em gái ta mặc y phục giống ta nhưng mà là màu vàng. Hình như là tôi có gặp ở góc bên kia rồi. À, anh có thể dẫn ta đến đó được không? Được, để tôi đưa tiểu thư đi. Tiểu thư theo tôi. Vui quá. Ông ơi, thiệt là vui quá đi. Nè, mà thấy chưa? Ông đông vui quá mà. Vui quá. Hôm nay trần gian là Tết Trung Thu. Trai gái đi ngắm trăng để tìm nhân duyên của mình. Không, chúng ta mau xuống dưới để buộc chặt tơ hồng cho họ đi. Từ từ đã ông. Ông hối quá, tôi không kịp chỉnh chu quần áo gì hết trơn nè. Một năm mình mới có dịp bận rộn một lần thôi. Đáng lẽ giờ này tôi với bà phải có mặt ở trần gian để kết tóc xe tơ cho họ rồi đó. Riết rồi bà chậm chạp quá. Ông lo ông đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mà ông á, chuẩn bị dây tơ hồng chưa? Thôi chết rồi, tôi quên rồi bà ơi. Không có sợi dây tơ hồng làm sao xe duyên cho họ được. Coi ra ông mới chính là người lẫm cẩm đó nghe. Nè, tôi nói vậy có đúng không? Nhưng mà tôi chuẩn bị rồi nè. Bà, thiệt chu đáo quá. Thôi tụi mình đi ha. Đó bà thấy chưa? Đêm nay Trung Thu đông vui quá bà ha. Đông vui thiệt. Bà nhìn kìa. Cái đôi đó là có số phù thề đó. Hay là mình buộc dây tơ hồng cho họ đi. Ông để tôi buộc là được rồi. Chuyện nhỏ mà. Chúc cho hai con sống bên nhau đời đời kiếp kiếp. Thôi bây giờ mình đi xe duyên cho cặp khác nha. Đi ông. Đi bà. Vũ ơi, Kim Ngọc. Vũ ơi. Thôi tiểu thư đừng có lo. Nếu mà không tìm được họ thì tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà để bảo vệ tiểu thư. Bây giờ tiểu thư cầm sợi dây này để tôi dẫn tiểu thư đi.
À, mình đi. Đôi uyên ương kia đúng là trời xanh một cặp. Họ cũng có số phù thề với nhau đó bà. Ờ vậy thì mình hãy xe duyên cho họ đi. Em biết rồi mà. À, nè, có sao không? Rồi, đứng lên. Dạ. Có sao không đó, có bị kẹo chân không? Chết, dây tơ hồng xe lộ mối rồi ông ơi. Cặp kia không trúng, sao trúng cặp này? Ông mau thu dây lại đi. Mau đi ông. Nhưng có lẽ đây cũng là ý trời. Hả? Ý ông nói là... Ý ông nói là hai đứa trẻ kia có số phù thê hay sao? Có hay không thì dây tơ hồng cũng buộc chặt cho họ rồi. Sau này đến tuổi cập kê thì hai trẻ sẽ nên duyên vợ chồng. Vậy hả? Ông ơi, nhưng đây là cái sự nhầm lẫn mà mình đâu có tính xe duyên cho họ đâu. Trên đời này dù vô tình hay hữu ý đều có nhân duyên hết mà. À, họ Chu và họ Lê đều có chủ phúc giao hôn với nhau, thì cả hai sau này kết nghĩa tào khang cũng đâu có gì là lạ. À, à thì ra ông nói là họ có hôn ước từ nhỏ rồi phải không? Đúng là như vậy rồi bà, không có gì lầm lẫn nữa đâu. Ủa, à, vậy thì họ là đôi nhân duyên thứ 49 của đêm nay rồi đó. Ý, sao lại thiếu một dây tơ hồng? Mình đã xe duyên được 49 cặp rồi. Sao lại dùng hết 50 giây? Mặt có nhớ lộn không? Sao lộn được? Tôi nhớ rất rõ từ đầu hôm tới giờ mình đã kết được 49 đôi rồi mà. Tôi nhớ mỗi lần kết á, tôi thắt một cái nút đây nè. Đó, nè, ông tin hả? Ông đếm thử coi nè, có đúng không? Đúng là 49 cái thắt nút. Vậy là 49 cặp đôi đâu có sai. Vậy mà sao tôi lại dùng hết tới 50 sợi dây tơ hồng lẫn ta? Ông nhớ lại coi có khi nào ông làm rớt không? Hay là tôi phụ ông đi tìm ha? Ôi, nếu mà rớt thì cũng bị người ta lượm rồi. Chắc đó cũng là nhân duyên đó bà. Tôi với bà đã để sót. Trời, ý ông là sao? Cặp nào mà lượm được sợi dây đó thì họ cũng tự kết tóc xe tơ rồi bà. Chứ không cần tôi với bà đâu. Vậy thì đôi nhân viên đó cũng đặc biệt ông ha. Thôi nói ông nghe nè, mình lo cho xong nhiệm vụ đêm nay đi. Đó, ông thấy cặp nam nữ đó không? Hãy xe duyên cho họ đi. Kim Ngọc. Ê, chị Kim Xuyến, em đi qua bên kia kìa, mình nó đẹp lắm. Mà nãy giờ chị đi đâu vậy? Em quay lại không thấy chị. Em đi đâu nãy giờ mà chị không thấy em vậy? Mà bà Vú đâu? Em cũng không biết, lúc nãy thấy bà Vú chạy theo em mà. Chắc là bà Vú bị lạc rồi đó chị. Vú đây, Vú đây nè. Trời ơi, tiểu thư ơi, tiểu thư đi đâu mà tôi tìm tiểu thư mệt muốn chết luôn vậy hả? Trời ơi, hai cô có sao không? Thôi, bây giờ trễ lắm rồi. Thôi bây giờ đi về, ông bà ở nhà chắc chờ đó. Thôi, điều này chắc chết rồi. Đi về, tiểu thư ơi. Đi về.
tiểu thư đi đường cẩn thận nha. Phan. Dạ. Mày thấy hai tiểu thư hồi nãy đẹp sắc sảo 10 phân dạng 10 không? Dạ. Cô em đã đẹp, cô chị còn đẹp hơn nữa. Phan, mày đi tìm hiểu nhà của hai tiểu thư đó gốc gác là ai, nhất là đại tiểu thư á nha. Người gì đâu đẹp như hằng nga. Đi. Dạ. Hôm nay nó làm tao bẻ mặt trước đám công tử làng Tịnh. Ngày thường tao chăm sóc, tao châu chuốt cho mày, mày lại vô tích sự như vậy á. Dạ, tại vì hôm rày á, con gà của mình nó bị bệnh. Với lại con thấy con gà bên kia có vẻ thắng thế. Thôi thì lần sau mình gỡ lại đi công tử. Vậy? Còn lần sau nữa hả? Mày còn cầm nó làm gì nữa? Dạ. Sao mày không bẻ cổ nó dục luôn đi cho rồi? Con mày đúng là vô dụng, nó vô dụng giống mày á. Mày không làm, để tao làm. Đừng mà công tử. Đáng đời mày lắm. Khi mày đã thắng cho chủ á thì được chăm sóc và cưng chiều, mới thua có một trận à mà bị bẻ cổ rồi quăng bỏ đi như vậy, tao thấy tội nghiệp mày quá rồi gà ơi. Tao chôn mày ở nơi này á để cho mày có nơi có chỗ nha, kiếp sau có đầu thai á đừng có làm gà đá nữa nha. Là tiểu thư đi lạc. Tính tình hung ác và dữ tợn quá. Con gà chẳng có tội tình gì mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Phận tôi tớ, tôi không cản được. Mà tôi thấy xót xa cho nó quá. Anh tên là gì? Làm trong nhà họ Chu từ nhỏ luôn sao? Tôi tên Phan. Từ nhỏ đã bị bán vô nhà họ Chu để trừ nợ. Tôi còn nhỏ nên ông chủ cho tôi theo họ công tử. Cần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thật là đáng khen. Cô Xuyến à, cô Xuyến ơi, cô Xuyến. Thôi ta phải về đây. Vậy là cô Kim Xuyến đó có cảm tình với anh rồi. Còn cái tên Chu công tử đó, gặp tôi cũng ghét nữa. Tôi là tôi thù nhất mấy cái tên công tử nhà giàu. Giàu từ trong trứng đẻ ra nên hống hách công nghênh, xem thường người khác á. Nhưng mà Chu công tử lại có tình ý với Kim Xuyến sau lần gặp đó. À, khi cậu ta biết được thân phận của Kim Xuyến nên một mực đòi cha mẹ phải cưới nàng cho bằng được. Nè con, nè, ăn miếng đi con. Thôi con không ăn đâu. Thôi mà, ăn giùm mẹ đi mà. Con mệt quá, không ăn đâu. Chứ bây giờ con muốn cái gì? Muốn lấy vợ à? Ý trời đất, mới có bao nhiêu đây tuổi mà đòi lấy vợ. Thôi được rồi, để từ từ cha mẹ tính nha con. Con muốn lấy vợ à Phan, nói coi. Chuyện này là sao vậy Phan? Dạ, công tử muốn lấy đại tiểu thư nhà họ Lê tên là Kim Xuyến. À, họ Lê hả? Tưởng ai đâu xa lạ. Nhà họ Lê là chỗ thăm gia của cha mẹ. Mà đó, họ cũng muốn cầu cạnh nhà mình để được lợi lộc đó con. Con muốn lấy đại tiểu thư Kim Xuyến à? Thật ra trước đây á, trong lúc trà dư tủ hậu, cha con và ông Lê á có định ước bằng miệng là sau này sẽ làm thông gia. Mà hình như bên đó có tới hai tiểu thư. Dạ, đại tiểu thư là Kim Xuyến, còn nhị tiểu thư là Kim Ngọc. Con muốn lấy đại tiểu thư Kim Xuyến à?
Kim Xuyến xinh đẹp. Thôi được rồi, Kim Xuyến thì Kim Xuyến. Đây trái cây nè, cục vàng của mẹ ăn đi, ăn cho mau lớn nè, sau này đủ tuổi rồi cha mẹ sẽ cho mai mối qua nhà bên đó dạm hỏi Kim Xuyến cưới về cho con làm vợ. Chịu chưa? Chịu. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Ừ, trời ơi, ngon không? Ngon phải không? Thì ra Chu công tử say mê Kim Xuyến như vậy. Cũng ngộ thiệt, chỉ gặp một lần tại Trung Thu thôi mà đã đòi cưới rồi. Từ đó về sau, Chu công tử thường nhờ tôi mang quà qua biếu, thơ từ Dung Nhớ qua Lê Gia Trang để gửi cho nàng. Ờ, vụ này mới éo le à nha. Anh nó cũng thầm thương trộm nhớ Kim Xuyến, nhưng lại là người đưa thư dùm Chu công tử. Cái gì kỳ vậy? Cũng nhờ như vậy mà tôi thường xuyên được gặp tiểu thư, cho đỡ nhớ nhung. Ờ, vậy cũng tiện, một công đôi việc ha. Nhưng mà gặp chỉ nhìn nhau thôi chứ đâu có nói gì được. Chỉ khi đến đêm Trung Thu hàng năm là lẻn nhau ra một góc ngắm trăng, lấy cớ đi lạc như buổi đầu để có được không gian gặp nhau và nói chuyện. Mỗi năm ta chỉ mong đến Tết Trung Thu để được ra đây ngắm trăng. Trăng rằm tháng 8 là đẹp nhất đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi chỉ mong được đến đây vào đêm rằm Trung Thu để ngắm trăng và gặp tiểu thư. Tôi ước gì rằm nào cũng như rằm Trung Thu và tuần trăng nào cũng được gặp tiểu thư đây. Tôi nghe nói trên cung trăng có phải là nơi chị Hằng và chú Cuội sinh sống không? À, hình như còn có Thỏ Ngọc nữa. Ờ, hình như là như vậy. Tôi cũng có nghe về truyền thuyết đó. Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc, nguyệt hành khước dự nhân tương lùy. Người thường không thể giới được dần trăng sáng, trăng đi đâu thì vẫn cứ theo người. Vâng, mày đâu rồi? Vâng. Cái thằng ôn dịch này đi đâu rồi không biết nữa. Vâng, mày đâu rồi? Vâng. Thiệt là tội nghiệp. Sao ông không cột dây tơ hồng xe duyên cho họ đi? Họ đã tự mình xe duyên cho họ rồi. Ông nói vậy là sao? Ờ, không, 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 không. Ông có gì giấu tôi phải không? Ờ, không có chuyện gì. Cho dù ta có xe duyên thì họ cũng khó mà nên duyên vợ chồng đó bà. Sao ông lại nói vậy? Chẳng lẽ ông cũng thấy họ không xứng đôi hay sao? Ta thì không, nhưng những người trần gian thì có. Những quan niệm về môn đăng hộ đối sẽ cấm cản nhiều mối tình đẹp ở chốn dương gian. Nhưng bản thân của họ nắm tay nhau để vượt qua thị phi thì sao? Và những quan niệm hẹp hòi của trần gian nữa. Được chứ. Nếu như tình yêu đủ mạnh thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại. Nhìn hai người đó đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e.